Lợi rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh review sản phẩm của Vidia. Và bên cạnh Lợi đây là hai sản phẩm đã được VietKTV trình làng cách đây không lâu. Đó là đầu VietKTV K2 và màn hình VietKTV 22 inch. Chắc hẳn các bạn cũng đang tò mò muốn biết xem bên trong sản phẩm có những đặc điểm gì khiến người tiêu dùng đang háo hức mong đợi. Và bây giờ Lợi sẽ tập hợp hai thiết bị này cho các bạn cùng xem nhé. Vidia chuyên gia âm thanh karaoke, Vidia phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và giờ Lợi tập hợp đầu VietKTV K2 cho các bạn cùng tham khảo nhé. Và sau khi mở hộp sản phẩm thì chúng ta gồm xem bên trong có những thiết bị gì nhé. Thứ nhất là tay nắm. Thứ hai là remote. Thứ ba là cộng dây nguồn. Thứ tư là cái anten đi kèm theo. Một bộ pin. Một bộ HDMI. Một cộng dây key. Và một bộ dây AV. Đầu VietKTV K2 với mặt ngoài phay nhôm với tông vàng chủ đạo, thân đen cho vẻ ngoài lịch lãm và tinh tế. Mặt trước của đầu VietKTV K2 thì bao gồm một công tắc nguồn và các nút với đèn LED. Đây là các nút để mình tinh chỉnh những cái tính năng của sản phẩm. Mặt sau thì bao gồm các cổng kết nối. Thứ nhất là cổng kết nối Vega, các ngõ vào ngõ ra tín hiệu AV, ngõ ra dây key, ngõ ra HDMI, ngõ ra USB, ngõ ra mạng LAN. Và đây là để mình kết nối với anten. Đây là cái ngõ ra nguồn. Và kế đến Lợi sẽ tập hợp đầu màn hình cảm ứng của VietKTV 22 inch cho các bạn xem nhé. Một bộ sản phẩm của chúng ta bao gồm một sách hướng dẫn sử dụng, một cọng dây nguồn, một cọng dây LAN, một bộ adapter, và đây là các dây phụ để kết nối với đầu VietKTV. Cảm nhận đầu tiên của Lợi về sản phẩm này là một thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh tế và hiện đại. Với kích thước 22 inch là màn kính cường lực với tỷ lệ vàng là 16:9. Điểm ảnh là 1920x1080 điểm ảnh. Với vỏ ngoài được thiết kế bằng hợp kim kết hợp với phần meca ở phía sau, tạo nên cái sự sang trọng, dễ dàng phối ghép với nhiều cấu hình phòng khác nhau. Ở phía sau thì các bạn xem thì nó có phía sau thì có cái lỗ thoát hơi rất là lớn, hơn hẳn những cái dòng sản phẩm trước đây, giúp cho việc sử dụng sản phẩm được duy trì thời gian dài mà không bị nóng. Mặt ngoài là bằng nhựa nhưng mà lại rất là chắc chắn, tạo nên sự vững chãi cho quá trình chọn bài, không bị rung lắc. Thiết kế thì phần hình cong và độc đáo kết hợp với vỏ ngoài kim loại tạo nên sự chắc chắn cho sản phẩm. Mặt sau của màn hình VietKTV có một số nút như là nút nguồn, nút điều chỉnh cái độ sáng, này chỉnh qua phải để chọn lựa chọn các cấu hình và auto. Và tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về giao diện của màn hình VietKTV 22 inch này nhé. Như các bạn đã thấy thì ở bên góc màn hình bên trái có các mục chọn lựa chọn tương thích, và bên phải thì có cái bàn phím để cho mình chọn bài hát và một cái màn hình hiển thị nhỏ. Ở bên đây thì có nhiều mục như là chấm điểm nè, mình có thể lựa chọn chương trình chấm điểm hoặc là không. Cái thứ hai nữa là giao diện điểm ảnh, mình chọn tùy theo cái cấu hình mà các bạn cần sử dụng. Cái thứ ba này là hình nền. Thứ tư là phần cài đặt các thông số chi tiết.
Thứ năm là cái phần USB để mình lựa chọn cái nguồn phát từ USB bên ngoài. Thứ sáu là phần lời chúc, giúp cho việc hát được sinh động và vui hơn. Thứ bảy là kết nối mạng, giúp cho việc hỗ trợ giữa điện thoại Android hoặc các thiết bị di động kết nối được với đầu VKTV thông qua ứng dụng được tải từ CH Play. Rồi chúng ta cần đi vào chi tiết phần cài đặt để kết nối Wi-Fi với đầu VKTV với Wi-Fi nhà mình nhé. Trước tiên mình bấm vào cài đặt và mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 6 con số 0. Mình bấm xác nhận. Lúc này màn hình sẽ chuyển đen và chúng ta thao tác hoàn toàn trên màn hình TV. Mình dùng remote của đầu VKTV để lựa chọn. Vào phần cài đặt hệ thống. Trong phần cài đặt hệ thống, chúng ta chọn vào cài đặt kiểu Wi-Fi. Mình nhấn nút OK. Trong phần cài đặt Wi-Fi nó có nhiều mục như là phát sóng nè. Chúng ta dùng cái nút di chuyển qua trái qua phải để lựa chọn. Và phần nối mạng, thì trong phần nối mạng này mình lựa chọn cái Wi-Fi cần sử dụng. Ví dụ như ở đây mình dùng là VDA. Rồi các bạn nhập password vào, sau đó nhấn lưu lại và kết nối. Sau khi đã kết nối được với Wi-Fi, các bạn nhấn nút thoát để thoát ra ngoài. Với những tính năng ưu việt vừa rồi thì VKTV còn một số hạn chế. Đó là cái giao diện chữ hơi bị rối mắt và không có được nét, sẽ gây khó khăn cho một số người lớn tuổi khi sử dụng. Đầu VKTV hỗ trợ cho chúng ta chọn bài hát thông qua tên bài hát, ca sĩ yêu thích, thể loại nhạc và có thể là chọn nhạc online thông qua kênh YouTube và Mixcloud. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua những tính năng của sản phẩm này rồi. Không biết các bạn thế nào, nhưng với lợi thì sản phẩm này rất là tuyệt vời. Hiện tại, đầu VKTV có mặt tại hầu hết các chi nhánh của VDA. Nếu bạn quan tâm thì có thể đến trải nghiệm trực tiếp. Mọi vấn đề liên quan và thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline của VDA. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và chia sẻ kênh VDA nhé.